Bộ công an nói nhà bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất đang bị giam giữ để điều tra vì có liên quan đến tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gần 2 tháng sau khi ông đột ngột mất tích tại Thái Lan. Con gái của ông tuần trước nói với VOA rằng mẹ cô đã đi thăm nuôi cha cô tại trại giam T16 ở Thanh Oai, Hà Nội. Lúc đó cô nói gia đình chưa được gặp mặt ông Nhất nên hoàn toàn vẫn chưa biết về tình hình sức khỏe của ông ra sao truyền thông Việt Nam dẫn lời Trung tướng Trần Văn Vệ, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 3 nói rằng cơ quan công an bước đầu xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Ông Vệ nói ông Nhất khi làm trưởng đại diện báo đại đoàn kết tại Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Việc này cơ quan điều tra đang điều tra xác minh nên chưa cung cấp cụ thể ông được dẫn lời nói. Ông vệ không giải thích vì sao ông Nhất lại đột ngột xuất hiện ở Việt Nam sau khi tìm cách xin tị nạn ở Thái Lan vào cuối tháng 1. Không rõ ông có được hỏi về chuyện này hay không trong cuộc họp báo. Vụ mất tích của ông Nhất gợi liên tưởng đến vụ cựu lãnh đạo dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi năm 2017 ở Berlin, Đức, nơi ông Thanh khi đó đang xin tị nạn. Ông Thanh sau đó tái xuất hiện ở Việt Nam và bị kết án tù chung thân về các cáo buộc tham nhũng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế hôm 21 tháng 3 đồng loạt lên tiếng kêu gọi Việt Nam làm rõ tình trạng của nhà báo bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất và phóng thích ông ngay lập tức. Ông Trương Duy Nhất từng bị kết án tù 2 năm vào năm 2014 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì đăng các bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất một góc nhìn khác do ông sáng lập.